trí cái vị trí dây sạc cung cấp nguồn cho cái màn hình. Ở trong này thì nó có những cái đầu của cái đầu đai ốc của trên cái van cảm biến. Thì ở đây mình bố trí nhiều vị trí, ví dụ như mình bố trí góc bên này, mình coi làm sao mà để cho cảm thấy nó dễ nhìn với cái tầm nhìn của mình. Mình để ở góc của chỗ này. Thì mình có nhiều cách, mình đi dây, một là mình đi dây xuống dưới này, hai là mình lấy từ 10 hút mình đi qua. Nhưng mà cái cách nó đều là từ cái mùi hút đi qua. Thì ở đây là cái màn hình nó sẽ lên hiển thị lên trên cho mình thấy được là cái giá trị của áp suất lốp. Ở đây thì mình điều chỉnh, mình coi muốn coi ở chế độ nhiệt độ hoặc là chế độ áp suất lốp. Cái này là điện áp bình cung cấp cho nó. Cái nút này là để coi chế độ này là để ban là áp suất của lốp. Còn chế độ này là nhiệt độ của lốp. Đôi lúc mình chạy nóng quá thì mình vô mình coi thử là nhiệt độ nó có nóng quá không. Nếu như nóng quá thì mình phải tìm cách, một là mình dừng lại hoặc là mình kiểm tra coi thử cái lốp nó có ổn định, nó có vào nguy hiểm quá thì mình phải còn phải kiểm tra gấp, chứ không mà chạy trên đường ở tốc độ cao thì nó nguy hiểm cho xe. Thì cái bộ này nó vừa giám sát áp suất lốp nhưng mà nó giúp cho người lái cảm thấy an toàn khi mà chạy ở những cái cung đường xa hoặc là những cái đường gồ ghề. Còn những cái van này thì mình gắn dưới bánh xe. Thì khi mình gắn dưới bánh xe thì trên này nó sẽ hiển thị lên áp suất của từng bánh cho mình biết được là bánh nào xẹp, bánh nào mềm. Khi mà mình gắn vô á thì dùng con những cái van này mình gắn vô trong cái bánh xe á, thì tự khắc là nó sẽ hiển thị lên trên cái màn hình này luôn, mình không cần cài đặt gì hết. Đó. Với những cái van này ví dụ như mà nó hư á thì mình có thể thay thế cảm biến khác, chứ không phải giống như là những cái bộ ở ngoài là mình hư một con mình phải bỏ hết nguyên bộ. I'm about my gum.